dịch chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong chương trình chứng khoán cuối tuần ngày 13 tháng 7 vừa qua, thì chúng tôi đã thực hiện một chuyên đề về điều gì đang tạo sức hút trên thị trường chứng khoán phái sinh. Và mới đây thì Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã có thông báo điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ ban đầu trên thị trường này tối thiểu cho các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ mức 10% lên 13%. Điều này sẽ có ảnh hưởng gì đến giao dịch của các nhà đầu tư và thị trường chứng khoán phái sinh, cũng như là thị trường cơ sở? Và kinh nghiệm quốc tế quản lý thị trường này là như thế nào? Chứng khoán cuối tuần này sẽ tiếp nối đề tài về thị trường chứng khoán phái sinh của số trước với chủ đề tăng tỷ lệ ký quỹ thị trường chứng khoán phái sinh. Trước khi đến với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi lại những con số của thị trường chứng khoán phái sinh trong 6 tháng đầu năm nay mà chúng tôi đã phát sóng trong chương trình chứng khoán cuối tuần ngày 13 tháng 7 để thấy rằng thị trường này đã có sức hút như thế nào với các nhà đầu tư và để thấy rằng lý do tại sao nhà quản lý đã ngay lập tức điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ từ 10% lên 13%. Trong 6 tháng đầu năm 2018, thị trường chứng khoán phái sinh chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Thị trường chứng khoán phái sinh duy trì tốc độ tăng trưởng với khối lượng giao dịch liên tục tăng so với tháng trước. Đặc biệt, tăng mạnh khi thị trường cơ sở biến động mạnh trong tháng 5 và tháng 6, khi VN30 Index có giai đoạn sụt giảm hơn 100 điểm. Giá các hợp đồng tương lai biến động theo biến động chỉ số thị trường cơ sở. Cụ thể, với trường hợp mã hợp đồng tương lai đáo hạn vào tháng 6 năm 2018, tại thời điểm niêm yết trong tháng 10 năm 2017 và đầu năm 2018, khi kỳ vọng đối với thị trường cơ sở tăng, hợp đồng được giao dịch với giá cao hơn chỉ số VN30 Index. Tuy nhiên, khi còn một tháng đến thời điểm đáo hạn, giá của hợp đồng tương lai bám sát chỉ số và biến động đồng đều với chỉ số. Thanh khoản tập trung vào hợp đồng kỳ hạn ngắn, nhất là khi thị trường cơ sở biến động. Trong quý 2 2018, khối lượng giao dịch phái sinh đạt 4.187.579 hợp đồng, tương ứng giá trị giao dịch theo quy mô danh nghĩa hơn 417.784 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý 1 năm 2018. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch phái sinh đạt lần lượt 5.537.761 hợp đồng. Khối lượng giao dịch bình quân 6 tháng đầu năm 2018 đạt 45.767 hợp đồng một phiên, gấp 4,18 lần so với năm 2017. Trong tháng 5 và tháng 6 2018, thanh khoản thị trường tăng mạnh đạt lần lượt 74.567 và 94.568 hợp đồng một phiên. Khối lượng mở bán OI toàn thị trường duy trì ổn định trong suốt 6 tháng và đạt 11.812 hợp đồng tại ngày 29 tháng 6, tăng 46,24% so với cuối năm 2017. Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh liên tục được mở, trung bình mỗi ngày có 150 tài khoản mới. Tính đến ngày 29 tháng 6 năm 2018, đã có 35.275 tài khoản giao dịch phái sinh được mở, gấp 2 lần so với thời điểm cuối năm 2017 và bằng 1,72% tổng số tài khoản giao dịch của cả thị trường chứng khoán nói chung. Thưa quý vị, với những diễn biến sôi động của thị trường phái sinh trong 6 tháng vừa qua thì có phần lấn át thị trường cơ sở, thì từ ngày 18 tháng 7 tỷ lệ ký quỹ ban đầu được VSD và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nâng từ mức 10% lên 13% nhằm giảm thiểu rủi ro trên thị trường phái sinh. Việc nâng tỷ lệ ký quỹ ban đầu đồng nghĩa với việc cắt giảm tỷ lệ đòn bẩy đối với nhà đầu tư phái sinh. Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường này? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Tỷ lệ ký quỹ thực tế sau khi tính toán cộng thêm các ngưỡng sử dụng tài khoản cho phép và biên độ dao động giá sẽ cao hơn tỷ lệ ký quỹ thông báo. Với tỷ lệ ký quỹ 10% như trước đây, thì tỷ lệ ký quỹ thực tế tối thiểu tại các công ty chứng khoán có thể áp dụng là 12,5%, tương đương tỷ lệ đòn bẩy là 1/8. Với tỷ lệ ký quỹ áp dụng mới là 13%, tỷ lệ ký quỹ thực tế phải nâng lên tương ứng trên 16% để đảm bảo cho các công ty chứng khoán không vi phạm. Quy chế của VSD tương đương tỷ lệ đòn bẩy giảm xuống 1/6. Mặc dù tỷ lệ đòn bẩy giảm và các lợi thế về giao dịch T0 và bán trước mua sau trong xu thế giá xuống vẫn là lợi thế quan trọng của các hợp đồng tương lai, việc tăng tỷ lệ ký quỹ sẽ dẫn đến một số tài khoản bị gọi bổ sung ký quỹ. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể lựa chọn bổ sung ký quỹ để duy trì số lượng hợp đồng đang nắm giữ hoặc đóng bớt vị thế hợp đồng mà không cần phải bổ sung tiền. Do đó, quyết định nâng tỷ lệ ký quỹ có thể không tác động nhiều tới dòng tiền trên thị trường chứng khoán phái sinh cũng như thị trường cơ sở. Đấy, cũng đây chỉ là công cụ hay là một cái phương tiện được bổ sung cho thị trường và nó sẽ đi giúp cho thị trường trở nên hiện đại hơn.
Tất nhiên trong quá trình hiện đại hơn thì chúng ta sẽ hình dung rằng hiện đại hơn sẽ bao gồm cả quá trình xây và quá trình xử lý những vấn đề nội tại. Đấy, quan trọng là thị trường đó nó phản ánh đúng và chính xác cái xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam và còn nền kinh tế Việt Nam nói chung. Thì đây cũng là một cái động thái là cần thiết. Rõ ràng từ trước đến nay cái thị trường chứng khoán phái sinh, các sản phẩm phái sinh, hợp đồng tương lai thì mang tính chất là phòng vệ, phòng ngừa rủi ro khi mà thị trường giảm giá thì nó, chứ thực chất các giao dịch phái sinh cũng mang tính chất hoạt động về đầu cơ là chủ yếu. Nếu chúng ta sa đà nhiều quá vào cái hoạt động đầu cơ thì nó sẽ dẫn đến cái rủi ro, cái xu hướng thua lỗ đối với các nhà đầu tư. Việc thay đổi tỷ lệ ký quỹ không phải hiếm trên thế giới. Đây là công cụ để các sở giao dịch điều tiết thị trường bằng cách điều chỉnh linh hoạt tỷ lệ này phù hợp với diễn biến thị trường và mức độ rủi ro hiện hữu. Họ có thể nâng tỷ lệ ký quỹ khi nhận thấy rủi ro thị trường đang có xu hướng gia tăng và giảm tỷ lệ ký quỹ khi rủi ro giảm bớt. Chỉ tính riêng tháng 6 thì khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đã bằng 1/3 tổng khối lượng giao dịch của khối này trong 6 tháng đầu năm. Có hay không việc làm giá trên thị trường phái sinh? Câu hỏi mà giới đầu tư băn khoăn trong suốt thời gian khi thị trường cơ sở sụt giảm và thị trường phái sinh thì sôi động. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ tiếp tục đi tìm câu trả lời cho vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Kết thúc tháng 6 năm 2018, chỉ số VN-Index tiếp tục sụt giảm, đóng cửa mức 960,78 điểm. Tuy mức giảm chỉ hơn 1% so với cuối tháng 5, nhưng chỉ số biến động ở biên độ mạnh với độ lệch ở hai thời điểm đỉnh đáy của tháng lên tới 100 điểm. Biên độ dao động mạnh của chỉ số cùng với xu hướng chung vẫn là đi xuống đã thúc đẩy nhà đầu tư giao dịch nhiều hơn trên thị trường phái sinh để tìm kiếm lợi nhuận. Theo thống kê, trong tháng 6, tổng khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch danh nghĩa của thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh đạt hơn 1,9 triệu hợp đồng và 193,3 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 21% và 19% so với tháng 5. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 74.579 hợp đồng một phiên. Giá trị giao dịch bình quân đạt 7.387,7 tỷ đồng một phiên, với mức tăng lần lượt là 151,46% và 126,82% so với tháng trước. So với tháng đầu năm thì khối lượng và giá trị giao dịch trên thị trường phái sinh đã tăng tới 385% và 345%. Khối lượng giao dịch cao nhất là ngày 28 tháng 6 với 141.765 hợp đồng và giá trị giao dịch danh nghĩa đạt hơn 13.366 tỷ đồng, tương ứng tăng 24% và 28% so với kỷ lục lập trong tháng 5. Khối lượng mở OI toàn thị trường duy trì ổn định trong suốt tháng và đạt 11.812 hợp đồng tại ngày 29 tháng 6, tăng 7,3% so với tháng 5. Mặc dù tiếp tục tăng trưởng, nhưng theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, hiện nay hàng ngày tổng số lượng hợp đồng giao dịch khoảng hơn 100.000 hợp đồng. Quy mô như thế so với giá trị vốn hóa thị trường của các cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30 là không lớn. Như vậy không có hiện tượng làm giá trên thị trường phái sinh. Dùng một cái nhỏ hơn mà tác động vào một thị trường lớn hơn là rất khó. Về mặt kỹ thuật thì khi mà chúng tôi được đào tạo hay là chúng tôi phân tích cụ thể về các cái phương pháp luận về phương pháp về đầu tư hay là các phương pháp giao dịch hedging, arbitrage, thì việc thực hiện mà như thế dùng thị trường phái sinh để tác động và làm giá cho một cơ sở là không thể. Thêm vào đó thì nếu như chúng ta nhìn kinh nghiệm quốc tế thì chúng tôi khi chúng tôi nghiên cứu và khảo sát các kinh nghiệm thì người ta cũng nói nhiều đến vấn đề về ngăn chặn thao túng giá liên thị trường. Cũng chủ yếu trong đó nói đến vấn đề rằng là ngăn chặn thao túng giá từ thị trường cơ sở sang thị trường phái sinh. Thì đây cũng là một cái động thái là cần thiết. Rõ ràng từ trước đến nay cái thị trường chứng khoán phái sinh, các sản phẩm phái sinh, hợp đồng tương lai thì mang tính chất là phòng vệ, phòng ngừa rủi ro khi mà thị trường giảm giá thì nó, chứ thực chất các giao dịch phái sinh cũng mang tính chất hoạt động về đầu cơ là chủ yếu. Nếu chúng ta sa đà nhiều quá vào cái hoạt động đầu cơ thì nó sẽ dẫn đến cái rủi ro, cái xu hướng thua lỗ đối với các nhà đầu tư. Việc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD đã có thông báo điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu cho các sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 từ mức 10% lên 13%, được coi là biện pháp phòng ngừa rủi ro cũng như ngăn chặn hiện tượng đầu cơ làm giá trên thị trường chứng khoán phái sinh. Thì rõ ràng cái việc tìm đến những cái kênh có thể tìm kiếm lợi nhuận ngay cả trong thị trường cơ sở giảm điểm thì đó là một cái ưu tiên của một số các nhà đầu tư. Thì rõ ràng rằng là cái công cụ phái sinh giúp các nhà đầu tư đó có thể tìm kiếm được lợi nhuận. Giả sử như là bây giờ phải ký cược là 10 triệu, bây giờ tăng lên là 13 triệu, nhưng 13 triệu không quan trọng. Mà cái quan trọng nhất là chúng tôi là cái giá thực của nó là các cổ phiếu. Mặc dù là VN-Index thì trong thời gian này nó tăng, nhưng có lúc nó trồi sụt.
mà sụt mạnh như này thì rất là nguy hiểm. Có thể hôm nay được, nhưng mà vài hôm nữa nó sụt xuống dưới khoảng là nó sụt giảm tới 16, 18, 20, 23 điểm là các nhà đầu tư là lo. Thì những động thái về tăng nhẹ về cái quỹ và tăng nhẹ về gọi là cái mức thu phí thì nó sẽ làm cái rủi gọi là cái hiệu quả của nhà đầu tư nó giảm bớt. Thì khi mà hiệu quả giảm bớt thì họ sẽ phải giảm bớt cái việc là quay vòng quá nhiều. Hiện nay tại Việt Nam vấn đề xảy ra đó là do cái chi phí giao dịch của hợp đồng phái sinh thật sự là quá thấp và quá hấp dẫn so với thị trường chứng khoán cơ sở, cho nên rất nhiều nhà đầu tư là quay vòng nhiều vòng trong ngày đối với cả thị trường chứng khoán phái sinh, và điều đó khiến cho rằng là cái tỷ lệ khối lượng giao dịch hàng ngày nó vượt xa gấp nhiều lần so với cả cái vị thế mở so với thông lệ của quốc tế. Thì những động thái thay đổi về cái tỷ lệ ký quỹ và tăng cái mức phí giao dịch nó sẽ khiến cho đầu tư cân nhắc hơn trước khi họ tham gia những cái giao dịch ngắn hạn của họ, và có thể là họ nắm giữ dài hơn, nắm giữ trong vòng là khoảng một tuần hoặc là một ngày, ba ngày thay vì chỉ nắm giữ trong vòng một vài phút như hiện tại. Thì điều nó sẽ khiến cho là cái thanh khoản, cái khối lượng giao dịch của thị trường phái sinh sẽ giảm xuống một chút, nhưng mà độ rủi ro của thị trường nó cũng sẽ giảm bớt và sẽ bớt hơn ảnh hưởng của thị trường phái sinh đối với thị trường chứng khoán cơ sở đối với giao dịch trong ngày. Việc nâng tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu là phù hợp với thực tế thị trường có nhiều biến động như hiện nay. Mức độ sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán áp dụng tỷ lệ ký quỹ ban đầu thấp sẽ giảm, và điều này về tổng thể sẽ khiến cho thị trường giao dịch phái sinh ít rủi ro hơn. Thị trường chứng khoán phái sinh của Việt Nam mới chỉ đi vào hoạt động được một năm. Nếu như thời điểm cuối năm 2017 thị trường này kém sôi động do dòng tiền tập trung vào thị trường cơ sở, thì nay diễn biến lại ngược lại, phái sinh đang tạo ra sức hút. Tăng tỷ lệ ký quỹ như vừa rồi có phù hợp với các thông lệ quốc tế hay không, có làm cho thị trường phái sinh bớt sức hút? Phóng sự sau của chúng tôi sẽ tiếp tục đi tìm câu trả lời cho vấn đề này. Theo Nguyễn Việt Đức, Phó phòng phát triển sản phẩm công ty chứng khoán MBS cho rằng, mức ký quỹ 13% trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam có cao hơn một số chứng khoán quốc tế, nhưng là phù hợp trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động như hiện nay. Khi chưa nâng tỷ lệ thì công ty chứng khoán của ông Đức cũng đã để mức ký quỹ 15% ngay từ đầu, tức là cao hơn cả tỷ lệ theo quy định mới 13%. Tham khảo các thị trường trong khu vực, ông Đức cho rằng mức áp dụng tỷ lệ ký quỹ ban đầu là vào 7-8% như tại Thái Lan, thị trường có mức độ chấp nhận rủi ro khá thấp. Tỷ lệ vòng quay giao dịch của nhà đầu tư không lớn hay Trung Quốc. Tại Trung Quốc, sau khi siết lại hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai, với việc áp dụng tỷ lệ ký quỹ tối thiểu lên tới 40% vào năm 2015, thì các cơ quan chức năng đã liên tục hạ tỷ lệ này xuống 20%. Năm 2017 và hiện chỉ là 8%. Ở một số quốc gia như tại Hàn Quốc hay Trung Quốc, ở những thời điểm mà thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh thì đã có những yêu cầu đưa tỷ lệ ký quỹ của phái sinh lên 30-40% để hạn chế cái sự tham gia đầu tư rủi ro của nhà đầu tư, và họ kỳ vọng rằng là điều này sẽ khiến cho là thị trường cơ sở giảm là sụt giá. Tuy nhiên phần lớn những động thái này đều là phản tác dụng, và sau đó nhà đầu tư thậm chí còn quay lưng lại với thị trường chứng khoán phái sinh. Thì tôi nghĩ rằng là tại Việt Nam, Ủy ban chứng khoán cũng đã nghiên cứu rất kỹ cả những kinh nghiệm về quốc tế, cho nên là trong đợt chung vừa rồi, mặc dù thị trường cơ sở đã có sự điều chỉnh giá rất mạnh mẽ từ 1.200 điểm về chỉ còn 900 điểm, tuy nhiên các động thái đối với thị trường phái sinh vẫn là động thái mang tính chất là theo thông lệ về quốc tế, không có những động thái mang tính chất là hạn chế quá mức, và điều đó vẫn sẽ đảm bảo được cái sự phát triển của một thị trường rất non trẻ như thị trường chứng khoán phái sinh. So với các quốc gia khác, tỷ lệ ký quỹ ban đầu tại Việt Nam có cao hơn, nhưng điều này là hợp lý với một sản phẩm hiện mới được triển khai chưa lâu và độ biến động của thị trường gần đây là khá cao so với lịch sử. Theo thống kê của tôi, đối với các thị trường quốc tế thì thị trường phái sinh thường có quy mô vào khoảng gấp 3 lần đối với cả thị trường cơ sở. Và thực tế hiện nay ở Việt Nam, thị trường phái sinh đã gấp 2 và có thời điểm gấp 3 lần quy mô giao dịch của chỉ số Hồ Chí Minh. Cho nên tôi cho rằng là ít có khả năng chỉ số này sẽ có cái bước đột biến mạnh trong tương lai, mà có lẽ chúng ta sẽ cần đưa ra những sản phẩm mới đối với cả chứng khoán phái sinh, cụ thể đó là sản phẩm hợp đồng tương lai dựa trên trái phiếu chính phủ để chúng ta có thể thu hút được sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức. Tiếp theo, chúng tôi kỳ vọng một sản phẩm là hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số ngành để nhà đầu tư cá nhân và tổ chức họ có thể có nhiều cơ hội giải ngân và thu được cái lợi nhuận dựa trên cái đánh giá về ngành của mình. Thì một số sản phẩm như vậy có lẽ đã đủ để chúng ta có thể duy trì cái đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán phái sinh hiện tại. Tại Việt Nam, giao dịch hợp đồng tương lai vừa qua cho thấy, bên cạnh sức hút không thể phủ nhận của thị trường thì mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư là khá lớn. Điều này phản ánh ở mức độ vòng quay, tỷ lệ khối lượng khớp lệnh trên vị thế mở hàng ngày tương đối cao và tỷ lệ nhà đầu tư thua lỗ là lớn hơn nhiều so với tỷ lệ nhà đầu tư lãi. Trong khi về lý thuyết chứng khoán phái sinh là thị trường lợi nhuận bằng không nên tỷ lệ thắng thua về lý thuyết sẽ ở gần mức 50%.
tại các thị trường khác cho thấy, nhà đầu tư chỉ phản ứng mạnh và tiêu cực khi mức ký quỹ ban đầu được đưa lên rất cao, từ 30 đến 40%. Những ý kiến vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.